Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Pháp ngây thơ khi trang bị phòng thí nghiệm P4 cho Trung Quốc. Ngày càng có nhiều nghi ngờ cho rằng virus corona SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm P4 thuộc Viện Virus học Vũ Hán. Các chuyên gia cho rằng không thể loại trừ xác suất siêu virus lây lan do một nhà khoa học và người này lây nhiễm cho người dân Vũ Hán. Mọi việc đều có thể xảy ra, nhất là khi ngay từ thời điểm ra đời, ý tưởng phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán đã ẩn chứa nhiều ý đồ đen tối của chính quyền Trung Quốc. Và tờ báo Le Figaro của Pháp đã đặt câu hỏi, làm thế nào phòng thí nghiệm do Pháp xuất khẩu thoát khỏi mọi sự kiểm soát? Đây là hình ảnh Tổng thống Pháp Chirac và Thủ tướng Jean Perry tại Điện Élysée vào năm 2004. Ngược dòng thời gian, vào năm 2003, Trung Quốc bị dịch viêm phổi cấp tính SARS, theo lời kể của một công chức cấp cao theo dõi hồ sơ này. Và lúc đó, trong giới chính trị Pháp, một số người cho rằng cần phải giúp các nhà sinh học của Trung Quốc nghiên cứu các loại siêu virus mới như Ebola, SARS trong điều kiện tốt hơn, tránh cho họ tự mò mẫm nghiên cứu với các phương tiện thiếu thốn về kiến thức còn hạn hẹp. Nói rõ hơn là không thể để Trung Quốc âm thầm chế tạo vũ khí sinh học. Vào năm 2004, Tổng thống Pháp lúc đó là ông Chirac và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào quyết định hai nước này hợp tác chống các bệnh truyền nhiễm mới nảy sinh. Trong chiều hướng này, Ngoại trưởng Michel đã ký thỏa thuận chuyển giao một phòng thí nghiệm P4 cho Trung Quốc. Và dự án này đã gây tranh luận trong nội bộ của Pháp. Tổng thống Pháp lúc đó là Chirac, Thủ tướng Jean Pierre ủng hộ cho dự án này, trong khi giới y khoa, trong đó có các bác sĩ, cựu Bộ trưởng Bernhard cũng tán đồng, nhà doanh nghiệp, kỹ nghệ dược phẩm vaccine Alain Moritz cũng hăng hái cùng nhiều điều hành hội đồng chỉ đạo với đối tác của Trung Quốc là bác sĩ Trần Chu. Trái lại, các chuyên gia chống phổ biến vũ khí sinh học ở Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Quốc phòng và An ninh Quốc gia trực thuộc Phủ Thủ tướng trong giới nghiên cứu khoa học đều lo ngại. Họ sợ rằng phòng thí nghiệm P4 sẽ biến thành nơi chế tạo vũ khí sinh học của Trung Quốc. Nhất là với vũ khí hóa học và hạt nhân, cộng đồng quốc tế không có một cơ chế kiểm soát các phòng thí nghiệm về y tế như vậy. Và cụ thể là một số phòng thí nghiệm loại P3 lưu động mà chính phủ của Jean Perry bán cho Trung Quốc ngay sau khi dịch SARS kết thúc cũng không được Trung Quốc xác minh dùng để làm gì. Và phe phản đối đã tìm cách trì hoãn thi hành thỏa thuận, đồng thời khuyến cáo chính phủ Pháp đừng xem nhẹ bởi vì P4 là một nhà máy nguyên tử vi khuẩn. Và bỏ mặc sự phản đối của các chuyên gia, giới chức Pháp vẫn quyết định thực hiện dự án này. Đây là hình ảnh buổi lễ hợp tác giữa Trung Quốc và Pháp về dự án P4 phòng thí nghiệm đặc biệt. Và P4 được xây dựng xong vào năm 2015. Và ngày P4 Vũ Hán đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2018, trùng với chuyến thăm của Tổng thống Macron của Pháp. Và Pháp cũng làm nhiều cách để kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng cũng phải giao hàng. Bởi vì vào thời điểm đó, Pháp có nhiều dự án khác với Trung Quốc như xây một nhà máy xử lý phóng xạ, hợp đồng bán máy bay Airbus. Khác với Hoa Kỳ, Pháp chỉ là cường quốc hạng trung, không có đủ khả năng đối đầu với các biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Bắc Kinh còn bắt chẹt doanh nghiệp Pháp để chiếm đoạt công nghệ nữa. Điều đó cũng thường diễn ra với nhiều nước khác. Theo một nhà ngoại giao Pháp, cái tội của chính quyền Pháp là quá ngây thơ, nghĩ là có thể tin vào chữ tín của chính quyền Trung Quốc. Nhà thầu Trung Quốc đã thực hiện phần xây dựng nhưng không đáp ứng được nhu cầu kiến trúc đảm bảo an toàn rất phức tạp. Và rất thất vọng vì không thấy kết quả hợp tác cụ thể. Vào năm 2015, đồng chủ tịch Hội đồng Hợp tác Song Phương Alain Moritz đã từ chức. Nhóm chuyên gia Pháp, 50 người, lẽ ra họ sẽ cùng làm việc với các đồng nghiệp Trung Quốc tại phòng thí nghiệm P4 trong 5 năm đầu, đã không bao giờ đến Vũ Hán. Và rõ ràng là Trung Quốc đã không minh bạch, không tôn trọng thỏa thuận với phía Pháp. Đây là hình ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng của Viện Virus học Vũ Hán, đặc biệt là hai tin tuyển dụng vào cuối năm 2019 cho việc nghiên cứu về virus của loài rơi. Hoạt động tại P4 được giữ kín. P4 đã được vận hành hoàn toàn theo kiểu Trung Quốc mà không có sự tham gia và tư vấn từ phía Pháp. Đoàn quan chức Mỹ sau khi thăm P4 vào năm 2018 đã cảnh báo Washington về tình trạng thiếu an toàn của phòng thí nghiệm này. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, báo chí Trung Quốc cũng nói đến những bất cập như
nhiều nhà khoa học tại P4 đã vứt dụng cụ xuống cống rãnh mà không quan sát và cũng không sát trùng. Họ còn bán thú rừng thử nghiệm ra chợ Vũ Hán để có thêm thu nhập chẳng hạn. Matthew Tip, một đạo diễn phim tài liệu từng sinh trưởng tại Trung Quốc và rất thành thạo tiếng Trung, đã phát hiện ra rằng cuối năm ngoái, Viện Virus học Vũ Hán đã từng hai lần đăng tin tuyển dụng nhân viên nghiên cứu virus corona. Thậm chí lúc đó còn nói rằng đã tìm thấy virus mới từ rơi và động vật gặm nhấm. Vào ngày 3 tháng 4, tạp chí International Review của Hoa Kỳ đã trích dẫn điều tra của Matthew rằng ngày 18 tháng 11 năm 2019, Viện Virus học Vũ Hán đã công bố một thông báo tuyển dụng có tựa đề "Tuyển dụng các nhà khoa học tham gia nghiên cứu mối quan hệ giữa virus corona và loài rơi". Trên bề mặt là khám phá cơ chế phân tử mà rơi có thể cùng tồn tại trong một thời gian dài với các chủng virus corona hữu quan mà không phát bệnh như Ebola và hội chứng hô hấp cấp tính SARS. Sau đó, vào ngày 24 tháng 12 năm 2019, viện này lại một lần nữa đưa ra thông báo tuyển dụng và nội dung viết thêm rằng sau khi nghiên cứu dài hạn về sinh học gây bệnh của rơi mang virus nghiêm trọng, đã xác nhận rằng các bệnh truyền nhiễm lây qua người như SARS và virus corona gây hội chứng tiêu chảy cấp tính ở lợn, viết tắt là SARS, có nguồn gốc từ rơi, đồng thời đã phát hiện và xác định được một lượng lớn virus mới từ rơi và động vật gặm nhấm. Và nhà báo Mathieu cũng chỉ ra rằng thông điệp tuyển dụng thứ hai được gửi bởi nhóm của bà Thạch Chính Lệ, nhà virus học hàng đầu của Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng thứ hai được gửi bởi nhóm của bà Thạch Chính Lệ, người được mệnh danh là người rơi bởi những nghiên cứu của bà về hoạt động của động vật rất nhiều virus này. Nội dung của tin tuyển dụng có ngụ ý như sau: chúng tôi đã tìm thấy một loại virus mới, đòi hỏi phải tuyển dụng thêm người để đối phó với nó. Cũng theo Matthews, tháng 12 năm 2019, nhiều ca viêm phổi đã được giới y học Vũ Hán điều trị, nhưng những người biết loại virus corona đặc biệt này và mức độ nghiêm trọng của nó còn rất hạn chế. Tạp chí khoa học của Mỹ, American Scientist, đã xác định hầu hết thông tin mà Tip đề cập về Thạch Chính Lệ qua virus học người Hán, người Trung Quốc có biệt danh là người rơi, bởi tính chất công việc của bà Thạch Chính Lệ là một nhà virus học thường được các đồng nghiệp gọi là người rơi của Trung Quốc vì sự nghiệp thám hiểm săn lùng của bà trong hang rơi suốt 16 năm qua. Một ngày nọ, khi người ta đang tham dự hội nghị ở Thượng Hải, bà phải bỏ giữa chừng để đáp tàu về Vũ Hán. Bà nói, tôi tự hỏi liệu cơ quan y tế thành phố có nhầm không? Tôi nghĩ điều này không thể xảy ra ở Vũ Hán, ở miền Trung của Trung Quốc. Và các nghiên cứu của bà cho thấy các khu vực cận nhiệt đới ở phía Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam mới có nguy cơ nhiễm corona cao nhất từ động vật sang người, đặc biệt là từ rơi, khi rơi ở con vật mang nhiều loại virus. Nếu đúng là virus corona đang gây bệnh ở Vũ Hán, có chăng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà, liệu có phải do virus đã dò dỉ từ phòng thí nghiệm hay không? Và sự nghi ngờ về việc dò dỉ virus từ phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán còn chưa được hóa giải chừng nào chuyên gia siêu virus SARS tại phòng P4 có tên là Yang Linh, với phiên âm tiếng Việt là Hoàng Diễm Linh hay Hoàng Yến Linh, chưa xuất hiện trước công chúng vì người này đã bị mất tích trước đó. Đây là hình ảnh của Hoàng Linh trên mạng, cô gái hàng trên cùng từ thứ hai sang trái. Vào khoảng ngày 14 đến 15 tháng 2, một số kênh truyền thông hải ngoại tiếng Hoa đăng tải tin tức rằng virus corona mới ở Vũ Hán xuất phát từ một sự cố dò dỉ virus tại Viện Virus học Vũ Hán, dẫn đến cái chết của một nhà nghiên cứu nữ. Cơ thể của nhà nghiên cứu nữ này đã lây nhiễm virus sang cho nhân viên tang lễ trong nhà hỏa táng, dẫn đến sự lây lan của căn bệnh và đến nay đã bùng phát trên khắp thế giới. Tin tức này lập tức gây sự chú ý trên Internet. Nhiều cư dân mạng đã đào sâu tìm hiểu thêm thông tin về nhà nghiên cứu nữ này. Người có tên là Quang Linh, một sinh viên cao học được nhận vào Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán vào năm 2012. Theo thông tin ghi trên trang web của Viện Virus học Vũ Hán, Quang Linh từng học theo học Đại học Giao thông Tây Nam chuyên ngành vi sinh. Trong một thông cáo vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, Viện Virus học Vũ Hán đã phủ nhận thông tin một nhân viên của bệnh viện là bệnh nhân số 0. Đây là hình ảnh chụp trên trang web của Viện Nghiên cứu Virus học Vũ Hán không hiển thị ảnh của Quang Linh. Và gần đây đã có thông tin giả
giả về Quang Linh, một người tốt nghiệp từ học viện, cho rằng cô ấy là bệnh nhân số 0 của virus corona chủng mới. Viện này nói và cho biết đã kiểm chứng kết luận là thông tin đó là sai. Viện cho biết Quang Linh theo học sau đại học ở đây cho đến hết năm 2015 khi cô rời khỏi tỉnh Hồ Bắc và kể từ đó không quay lại. Quang Linh vẫn có sức khỏe tốt, chưa nhiễm bệnh. Theo trang web của nhóm chuẩn đoán vi sinh của Viện Virus học Vũ Hán cho thấy Quang Linh là một thành viên trong nhóm này. Trang web này hiển thị một số hình ảnh của nhóm sinh viên cao học. Và nếu ấn vào tên bên dưới ảnh, người ta có thể xem phần giới thiệu tiếng Trung và tiếng Anh cho sinh viên này. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ có khối của Quang Linh là không có ảnh và không có giới thiệu tiểu sử và cùng như tên của họ. Và một chi tiết khác lạ là khi phóng viên của tờ tin tức Bắc Kinh hỏi Viện Virus học Vũ Hán về tin đồn bệnh nhân số 0, viện này đã phủ nhận rằng ở đó không có nhà nghiên cứu nào tên là Quang Linh. Nhưng sau khi biết một số ít thông tin về cô Quang Linh vẫn lưu trên trang mạng, viện đã trả lời rằng cô Quang Linh từng làm việc tại đó nhưng đã nghỉ và không còn chịu trách nhiệm gì. Và chính quyền đã đăng một thông báo trên trang web của phòng thí nghiệm cho biết có tin đồn là cô đã mất tích nhưng cô vẫn sống và khỏe mạnh. Thông báo này không đưa ra bằng chứng gì kèm theo việc sống và khỏe mạnh của cô đó. Câu chuyện này đã kéo theo tranh cãi lớn trên trang mạng của Trung Quốc, nhưng đa số các bài viết đều đã bị xóa đi nhanh chóng. Nếu cô Quang Linh còn sống và không có vấn đề gì, thì tại sao thông tin và ảnh của cô trên trang web của Viện Virus học Vũ Hán bị xóa? Như thể họ không muốn cho ai biết các thông tin về cô. Đây là câu hỏi được đặt ra. Và được biết phòng thí nghiệm P4 của Vũ Hán xuất phát từ ý tưởng của Pháp nhưng thi công bởi Trung Quốc. Và từ khi đi vào hoạt động, hoàn toàn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Quốc, vẫn luôn là một bí ẩn lớn đối với công chúng. Nơi đây đã có quá nhiều sự tất khuất, nên dịch bệnh khởi phát từ Vũ Hán, mọi nghi ngờ đều dồn về đây. Không phải vô cớ mà Mỹ điều tra và Anh, Pháp cũng muốn Trung Quốc trả lời sáng tỏ. Cũng không phải có lý do Trung Quốc mới cấm các chuyên gia bên ngoài đến thanh tra tận nơi cũng như giấu biệt thông tin về một nhà nghiên cứu trẻ tuổi tên là Quang Linh. Và chỉ từ sự ngây thơ hay một sự bất cẩn mà Paris đã chuyển giao một phòng thí nghiệm tối tân được xem là một quả bom hạt nhân sinh học cho Bắc Kinh. Để giờ đây, thế giới phải sống trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ về phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán. Và cho đến nay, sự kinh hoàng cho nhân loại vẫn đang tiếp tục trực chờ, vì rất có thể những con virus nguy hiểm hơn nữa sẽ tiếp tục được ra đời từ Trung Quốc trong thời gian tới từ những phòng thí nghiệm như vậy. Các bạn vừa theo dõi bản tin của Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Pháp ngây thơ khi trang bị phòng thí nghiệm P4 cho Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.